năm 2000. Năm 1985. Một cái gì? Cho 5 thùng ớt xanh đi. Được. Tôi muốn lấy cái này. Được. Cho thêm tôi 2 trái ớt đỏ đi, cảm ơn. Còn mua gì nữa, thế mà cái này hư rồi, tôi đổi khác cho nha. Được, cảm ơn. Chị à, đồ của tôi tươi lắm, khỏi cần lựa nữa. Mua gì đây? Nhiều đủ rồi, buôn bán gì mà nóng quá đi. Cảm ơn nhiều. Nè, làm gì mà dữ vậy? Có mấy đồng bạc thôi, mà còn lựa tới lựa lui nữa. Cô bạn muốn mua gì? Xem ra ngày hôm nay cũng khá quá ha. Ngày nào cũng khá như vậy. Ê, tôi thấy buổi chiều đông hơn đó. Lúc nãy tôi chỉ bán sơ sơ thôi, cũng đừng trăm mấy. Anh khỏe thật đó. Nó tàu hũ cá dồ viên à, vốn thì là ít à, bán bao nhiêu thì lời bấy nhiêu. Còn tôi ráng trên trăm mới lời mấy chục đó. Đáng đời đó siêu trái cây. Tao đã kêu mày đi bán đồ chiên với tao, mày lại đi bán trái cây. Ê da, cái trâu dồ này nguy hiểm lắm đó. Một ngày chúng ta bị cảnh sát đuổi mấy lần. Thôi thì để tôi yên, ăn ít nồi dài đó. Có gan thì làm giàu mà. Ở Hồng Kông mà bài xã bán đồ coi như là liều mạng đó. Phỏng người ta phỏng mình đâu tốt đâu. Làm phỏng thì làm sao? Kiếm tiền mà không có bà con họ hàng gì hết thì hết nổi. Đi đứng lại, đứng lại. Nè, đi thôi. Đi. Đi đâu? Nè, bộ cái sáu đuổi riết rồi bên đây sao hả? Mấy cô còn chưa tới, đi đâu đây? Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt như vậy. Hãy để dành ánh mắt đó để nhìn gái đi. Ê, tôi không quên thật rồi đó. Mới như là bạn bé bị phỏng còn bị phạt tiền nữa. Vậy mà còn tâm tình là đến chơi tại chỗ này. Ây da, tiền mà kiếm được thì xài. Bị người ta phạt tiền, coi như muốn tin mình của gái. Tóm lại, vẫn mở sạp, vẫn nhảy múa. Cảnh sát bắt, chúng ta vẫn tiếp tục chơi. Chúng ta tiếp tục happy. Còn anh bé thì sao? Làm người ta phỏng nó bội buồn lắm hả? Phải rồi, tôi không có yên tâm, cho nên tới đây kiếm gái để được yên tâm một chút đó. Ê, bởi vì con nhỏ kia xui xẻo quá, ăn thua cho tao chứ. Nói chuyện đừng ngang tàng vậy mà. Mình còn con gái đó, rảnh thì lo chị và cháu đi, tối ngày đi chơi không à. Nè, mày đừng có nói nhiều quá có được hay không? Bố mày không nghe người ta nói sao? Đàn ông không ra ngoài chơi sẽ không biết mình là khỏe trong người đâu. Vợ tao có con tao lo là được rồi. Đàn ông thằng nào giống như thằng nãy thôi. Tới ngay, tới ngay. Bộ trai trong nhà sao hả? Mở cửa cũng lâu nữa. Uống say quá còn về nhà làm gì? Hữu Nam rót cho ba con ly nước đi. Uống miếng không được sao? Tiền thì tôi kiếm, nhà này tôi nuôi. Ây, thiệt là hết nói. Uống vài ly bia cũng lại nhảy nữa. Bà đó, bà ở nhà hưởng phước, còn tôi ra ngoài làm ăn mệt gần chết ha. Nè, coi nè, là cái tấm giấy phạt nè, bà có trả không? Đồ điên. Chuyện gì vậy? Ây da, sao lại chảy máu vậy con? Để má băng lại cho. Nè 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 nè, lấy cái khăn nóng làm mặt cho tôi coi. Trà đâu? Phải bắt tôi nói từng món hả? Nè, trà cho khăn lông. Con gái bị đứt tay rồi. Hả? Con nó từ nào đó giờ bà coi chừng mà. Tại sao để nó bị thương? Có biết con không hả? Nè nè, tôi nói với bà đó. Ây da, ây da, ây da, bà đụng tôi hả? Bà đang có hai lần mà chết bây giờ. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết đi nè. Hả? Nè, cẩn thận một chút đi. Mới vừa làm người ta bị phỏng, muốn phạt tiền nữa hay sao? Cái gì? Tao không đóng tiền phạt sao? Anh không lo cho mình, cũng lo vợ con anh chứ. Cũng may là trước đứa nhỏ không có chuyện gì. Nếu bằng không, không có phạt tiền không đâu. May mắn ở chỗ nào? Tao có kỹ thuật mà. Nếu như tao không phải giống như Hồng Kim Bảo, biết để lấy chiếc xe đó thì con nhỏ đó tàn phai nhan sắc rồi. Nó còn phải định ngược lại cho tao đó. Trời ơi nói. Bánh nụ đây. Nè, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Xếp lại chàng này giùm tôi. Ôi trời ơi, này đừng có chạy, đứng lại.
Bị cáo Quỳnh Cường đã bị tố cáo vi phạm điều thứ 5 nguyên tắc của người bán hàng. Người bán hàng cần phải có giấy phép. Theo trình tự mà trị tội, điều luật thứ 4A, vi phạm cản trở nơi công cộng, tội danh thành lập, xử phạt 1.000 đồng. Ngoài ra, điều lệ xúc phạm tới cơ thể của người khác. Điều thứ 19, tội thương hại, làm cho thân thể người khác đã bị thương trầm trọng. Điều thứ 83 là điều luật cảnh sát, ấu đả hay là kháng cự nhân viên công lực đang lúc làm nhiệm vụ, tội danh thành lập, xử bị ở tù nửa năm, chấp hành. Tôi đã nói với anh Cường rồi, ở nhà có vợ có con đừng có bậy bạ. Bây giờ lại ra nông nỗi này. Chị à, nửa năm qua nhanh lắm. Nhưng mà anh Cường kiếm tiền nuôi gia đình, ông đã lấy tiền xài bậy bạ, cho hai mẹ con tôi phải làm sao đây? Chị đừng có lo nữa, tôi và anh Cường là hai anh em với nhau mà. Chị cần gì cứ nói lên đi, tôi giúp chị ngay. Cảm ơn nhiều. Nhưng mà thời gian lâu dài, anh có thể giúp được bao lâu? Tôi về nha chị. Đến phụ sạp trái cây của tôi đi, kiếm hai bữa cơm không thành vấn đề đâu. Bán trái cây. Sao 437 ngủ tầng dưới, 4853 mày ngủ tầng trên, nghe rõ chưa? Yes sir. Nè, muốn làm gì? Mày có biết nguyên tắc không? Vào nhà gọi người, vào miếu gọi thần. Mới bước chân vào, muốn tìm chỗ tốt hả? Đi chết đi. Ê dạ. Tao là anh Biêu, và tao cũng là đại ca trong tù này. Vào đây rồi là phải theo nguyên tắc của tao. Có bến thì ghé, không có bến thì qua đây. Đại ca, chỉ còn có mình mày thôi. Mày theo phe nào? Cái gì? Phe nào là phe nào? Ơi nè. Bắt đầu những hội viên mới. Nè. Tôi phải làm gì? Nè. Nhớ kỹ nha, đừng có đập đầu của nó, để mà nó gặp người ta nữa. Cầm ô hả? Tại sao ông như vậy? 4637, tại sao lại nằm dưới đất hả? Tôi thấy nóng quá, nằm ở dưới đất cho nó mát. Coi nè, ở dưới đất toàn ồn không nè. Không có chuyện thì đừng có làm ồn nha. Chơi vậy đủ rồi. Tại sao mày vô đây? Đến cảnh sát. Hả? Không ngờ mày gan vậy à? Ăn thua cái gì? Nhưng mày phải biết, ở trong này thì có tôn ti đâu. Vô ở tù thì có nguyên tắc ở tù. Đừng có hóng hách nữa. Giờ biết rồi anh Biêu. Ủa chị, em sao vậy? Tôi không ăn, con gái cũng phải ăn. Tay làm hàm nhai mà. Anh Cường là ở tù lâu quá. Đúng vậy. Phải yên tâm đi, cái sao anh Cường làm ăn khá lắm đó. Mấy ngày không bán thôi, biết bao nhiêu người hỏi ông ta đi đâu rồi à. Chị bị bán lại kiếm hai bữa cơm thành vấn đề đâu, chị yên tâm đi. Hy vọng là vậy. Để tôi phụ chị cho. Cảm ơn nha anh Siêu. Anh Siêu à, xin lỗi nha làm phiền anh. Đừng có sao đó. Chị là người con gái nhận hai đứa nhỏ nữa, ra ngoài kiếm ăn cực khổ như vậy. Cô này cũng thật là kỳ nha, lớn như là không biết điều nữa. Nói hoài không chịu nghe à. Đã trường hợp tôi có bà Dương Hiền như là chị đây hả? Tôi đêm nào cũng về nhà uống canh đó. Đừng có nói như vậy, thật ra tôi cũng đâu có gì là tốt. Anh Siêu à, để tôi coi được rồi, anh về lo cái sạp của anh đi. Thật sự không gì đâu mà. Thì ngại lắm, anh phải lo cái sạp của anh đi. Để phụ tay cũng được nữa. Anh Siêu. Bình đã tới rồi hả?
Đây là chị Cường đó, bạn của vợ anh. Đây là cô Bình, em họ của tôi. Chào Cường kia. Cô ấy vừa mới lấy xong rồi một chiều xuống đây đó. Sau này chúng tôi sẽ thành thục với nhau. Chúc mừng nha, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, anh nói đi mua quần áo cho em mà. Khi nào chấp tiệm anh đi mua với em. Hứa với em nha. Em ăn nước cây không, anh cột áo cho em ăn nha. Được, để em lựa. Bán đi. Mở đi. Bán cho tôi đi mà. Rồi, cho tôi đi, cho đi. Đây đi. Má mi, con muốn đi vệ sinh. Con muốn đi vệ sinh à? Nó nín không nổi đâu. Chị dẫn nó đi để tôi coi chừng cho. À, được. Mà cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị. Không, đi đi. Nắm tay của má. Ê, anh Siêu đâu? Lần này tới ảnh đi đó. Ồ, nhờ qua kia ngồi đi. À, cho tôi 5 đồng ớt xanh. À, được. Cảm ơn. Chị tưởng tôi cắp hả? Không phải. Sếp mà rồi bộ định tối nay không ngủ hả? Dù sao cũng ngủ không được mà. Tối còn hết trời mau sáng. Trời mau sáng sớm ra đi. Sao đây? Có phải là nhớ vợ con hay không? Đâu có cần anh Biêu. Bây giờ tất cả các cô ở đường Bác Lan còn đang đợi em đó. Ngày xưa sao bà ta không có việc làm. Tối ngày bắn đấy tôi. Bây giờ mỗi ngày ra ngoài chợ buôn bán. Ngay cả thời gian đến thăm không có nữa. Đâu có cần tôi lo cho bà. Bây giờ bỏ làm nhiều chút, tôi không phải bận tâm nữa, có phải vậy không? Là anh em với nhau tao mới nói, không phải tao tạt nước lạnh đâu nhờ. Ngày xưa cũng có rất nhiều anh em giống như là mày vậy. Lúc vừa mới vô đây thì vợ con khóc lóc, sau đó chơi cái màn biến mất, biệt tâm biệt tích không thấy mà. Hey, nói với mày thiệt là mệt, mắt không buồn chán. Anh Biêu à, thôi đừng có nói giỡn chơi nữa. Bà vợ của tôi biết lấy trai, tôi còn cho cái thằng đó cái giường nữa. Bây giờ tôi có tâm nguyện mà thôi. Ra ngoài đó kiếm cô nào đấm bóp, tắm hơi, làm bạn cho cô ta cho thoải mái một chút. Mày thiệt tình. Anh Cường. Dạ ba. Hữu Nam, đến đây làm gì? Đã kêu đừng có tới mà. Em nghĩ là dẫn con tới gặp anh mà. Hey, bây giờ ra ngoài rồi, gặp mặt ngày đêm mà. Có biết tính hay không? Một ngày không bán mất bao nhiêu tiền? Em có mở sạp đó, anh Siêu coi chừng giùm em. Siêu trái cây? Em thân cho nó lắm sao? Đâu phải, anh vào trong lâu như vậy, em đâu có bạn bè. Ảnh thì tốt lắm, vậy em mở sạp, vậy em làm sao tránh được đội cảnh sát. Có một ngày có một ông mặc đồ tây sang lắm xài tiền giả. Nếu không phải anh nói cho em biết là ngày đó uổng công rồi. Nó tốt cho em gì à? Khi dọn dẹp nó có đi về nhà hay không? Vậy có giặt đồ nấu cơm cho em hay không hả? Em không cần, cái đó em tự làm được mà. Nhưng đôi lúc những đồ bán không có hết, ảnh đem lên lầu giùm em. Ảnh thương Hữu Nam lắm, ảnh thường hay cho Hữu Nam ăn táo. Ảnh còn cho biết là con nít ăn táo sẽ khỏe hơn nhiều. Tốt, nói tốt cho em như vậy, tôi sẽ kêu Hữu Nam, kêu nó là ba có được không hả? Nè, anh nói cái gì đây? Nổi cái gì? Thật ra trong lòng em hiểu rõ đó. Tới thăm chồng thì nói không có thời gian. Quá ra thời gian đi lấy trai. Nè, anh nói cái gì kìa vậy? Đó là bạn của anh mà. Để giúp đỡ hai mẹ con của em, anh đừng có nói bậy. Cô đã không có hả? Coi em nè. Coi họ như vậy nè. Em khờ ghê lắm mà. Có gì cũng không biết. Tại làm sao người ta tốt với em như vậy? Suy nghĩ đi. Cùng quá chừng hả? Hay cái thằng siêu trái cây này dám chơi vợ tao hả? Nè, anh định làm gì? Đợi em với. Cường à, anh đi đâu vậy chứ hả? Cường. Bọn đã bỏ sau đồng 10 đây. Sau đồng
phụ trái nha. Mua vô. Giờ hai chục trái nha. Nhìn anh này lắm cái của cô này, cảm ơn. Anh nè, cảm ơn nha. Xin trái cây. Anh Cường, anh làm gì vậy hả? Làm gì? Ai làm cái mày hả? Làm gì, cô điên rồi hay sao? Tao điên hả? Mày dụ dỗ giờ làm mấy tao điên à? Anh dụ dỗ anh chứ. Mày còn là bộ. Từ từ nói nha. Từ từ nói hả? Mày từ lúc tao ở tù chơi vợ của tao còn lấy dao chém nó nữa. Hai mày để dao xuống, nếu không tao đập mày chết á. Dám đánh ra tao chém mày bây giờ đó. Bình bình. Hả? Ông đánh chồng tôi như vậy tôi chém chết ông. Đừng đừng nghe mà. Ủa, quen hành đó. Con chủ mới quen mày đó. Mày từ lúc tao ngồi ở đây mày lấy chị dâu của mày. Dạ không phải đâu Cường, em và anh Siêu không có gì đâu, đừng có nói bậy nói bạ. Nói cái gì? Anh này nói với bà hả? Cứ khùng điên này, anh ban ngày ở với em, ban đêm ở với em, làm sao này nổi bả được chứ hả? Thì phải rồi, em đâu có làm gì có lỗi với anh hãy tin em đi. Đi chỗ khác đi. Nghe em nói nghe, rủi ro cảnh sát nhìn thấy lại bắt anh vào trong đó nữa có biết không? Được, mày may mắn đó gặp ở đây. À, quá ra mày là thằng chồng ở tù của bả đó hả? Mày có phải đàn ông hay không? Vợ mình không nói thì nói người ta. Mày nói gì hả? Thôi đi, xin lỗi như chị Bình, hiểu lầm tôi. Hiểu lầm cái gì? Chồng của bà cũng đâu có ra gì, đúng là vợ chồng giống nhau. Mày nói cái gì giống nhau chứ? Mày nói tôi ra giống nhau thôi gì? Mày là ai? Tôi là chị không tay của anh và em họ của anh nữa, không liên quan sao được? Đương nhiên không liên quan rồi. Anh Siêu, đầm đúng chỗ này của tôi, tính sao đây? Tính sao là sao? Đưa tôi mấy trăm hay 1,000 đi khám bác sĩ. Ông đừng có ham, rách chút xíu rồi 1,000. Đánh anh Siêu ra đông nổi này, phải đền 10,000. Con gà má lại mày đó. Hay thôi đừng có gây nữa, mày mang cái tiền này về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lấy nữa em dọn xong về nấu cơm cho anh ăn vậy đi. Được, hôm nay tôi bận lắm, lần sau thanh toán mày. Con gà má lại. Đi chết đi thằng cha ở tù, mày cà chớ thịt chết để đầu mày luôn á. Đúng rồi. Ê, 3 giờ rồi kìa. Cường à, tại sao giờ mới về? Hay giờ hôi rượu quá à. Đã nói đừng uống nhiều quá. Em có nấu canh anh hâm nóng đi. Bây giờ em dẫn con đi học nha. Thôi đừng có nói nữa. Ơi, ê, mang đôi dép tới đi. Đôi dép ở dưới bàn uống trà đó, tự mình anh mang đi. Ê, được rồi, mày đi chết đi. À, còn nữa nha, ở trên mình có mấy trăm hai ngàn gì không? Số tiền này dùng để đóng tiền nhà. Ê, tao biết chứ. Không phải đâu, tiền để đóng tiền nhà đừng có lấy. Đừng có lấy mà. Em gấp lắm rồi, dẫn con đi học đi, đi mau đi. Ê, nhà ông anh à, sao nhiều người xếp hàng quá vậy? Bộ phát gạo hay sao? Có một số căn nhà đang bán ra, những người xếp hàng đang đợi lấy thẻ đó. Đừng có nói nữa, đi xếp hàng đi. Ủa, giá lầu chỗ này lên dục à, chỉ cần bắt được cái thẻ thôi kiếm được mấy chục ngàn. Tôi phải xếp hàng mới được đó. Nè, ông bạn không gì chứ? Xếp hàng ra phía xếp đi. Mình nói tao hỏi, trước giờ tao đứng ở chỗ này đó, phải không? Về đâm ngang không rồi, làm gì phụ nữ lúc sau? Phải, rồi sao? Cái gì? Phụ nữ là đâu hay sao? Nè đánh tao đi. Sao hồi đêm muốn đánh tao hả? Chuyện gì? Không gì, chỉ hiểu lầm mà thôi. Cái gì mà hiểu lầm sếp à? Nó khác ngang đó. Không phải, tôi lộn chỗ, tôi tưởng chỗ này là của bạn tôi. Thôi đi, bỏ đi. Không thuộc đi. Bây giờ ông đi cứu nó không? Không gì hết, cảm ơn nha. Nè các đại ca, có chuyện gì từ từ nói. Ai chị đó hả? Phải, tan học rồi còn làm bài ngoan quá hả? Ngoan thiệt đó. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Anh Siêu à, xin lỗi nha, tôi muốn đi vệ sinh, có chuyện sạch giùm tôi được không? Được. Nè, để túi lại đây đi. Trước thì ta có mua đồ, tôi có tiền thoái lại cho chị. Kim gặp
ở trước không sao mà. Mình đâu có gì tiền lẻ thói dùm cho người ta. Bộ tôi lấy tiền của chị thôi chị sợ. Không phải không phải. Giờ này thường hay có cảnh sát tới có phải không hả? Để lát nữa tôi mới đi. Thời đúng vậy đó. Ai biểu lấy thằng chồng như vậy? Một người đàn bà ra ngoài kia ăn còn phải dẫn theo đứa nhỏ nữa. Ê gia đừng nói bị cảnh sát đuổi, ngay cả đi điểm tình thôi cũng bất tiện. Cũng may là tôi có người chồng tốt đó ha. Anh em đi vệ sinh chút nha. Tới mua nhà hay là mua phiếu vậy? Đương nhiên tới mua nhà rồi. Ê, nếu muốn mua phiếu, tôi bán dòng thử nha. Vậy phiếu còn số mấy? 99. 99 à? Hình như hơi xa đó. Xa cái gì? Chú 100 là ngon lành lắm đó. Hay là cái gì? Cho tôi giá đi. Ê, chúng ta ra ngoài kiếm ăn thôi mà. Ông cho giá đi. Nè, 10.000 nha. 10.000? Phải bán hay không? Không bán thì thôi. Ừ rồi hả? Được cái 10.000 lận. Được, vậy tôi bán. Con nói kìa, giống như là phế vật vậy đó, nhìn giống như trời bắt giới. Tụi bây đương nhiên là cười hỉ hả rồi. Trận đầu tới xếp hàng trễ như vậy, còn kiếm được 10.000 nữa. Tụi bây giàu to rồi. Cái gì nói gì vậy? Anh Béo, anh Béo. Anh Béo. Gặp tụi bây hết rồi. Ê, Cương. Anh Béo, anh đây nào vậy hả? Mới ra có 2 ngày định tới nhà đi kiếm mày, không ngờ gặp mày ở đây. Hay dạ, hay quá anh Biêu. Anh biết đó hả? Phải, tao quen ở trọng, là người mình đó. Có nghe rõ chưa? Người của mình đó còn ra tay đánh tao nữa. Xin lỗi. Hơi gây lộn thôi, đấm gì đấm có chết người đâu. Anh Biêu, nếu mà mắng vậy tôi tẩy trần cho anh, ăn cơm cùng chơi luôn nữa Tom ơi. Tao đã có hẹn với đàn em nói dốc chơi. Nha, bạn của anh cũng như bạn của tôi rồi, đi chung đi. Được anh Biêu à, đi. Năm 1996. Hải sâm ngon không? Ngon. Cho hải sâm trước đi. Cho con cá bóng nặng 3 cân. 5 con bạc ngư. Cho chú đợi trước đi. Còn thêm vị cá thiên cũ nữa. Có ăn hết hay không? Em ai không ăn. Nè sao trái cây, sao đến trễ vậy? Tại sao không vô cứ mở tôi điên cơm vậy? Chắc là bán nhà đá có tiền phải không? Đương nhiên là kiếm tiền rồi. Nè nè, tôi chỉ sợ mấy con cá bọn người bán không hết. Tôi đã kêu rồi. Còn có một tô gì cá thiên cũ nữa. Qua wow, anh kêu đồ mất tiền vậy? Tụi em ăn đồ bình thường được rồi anh Cường. Phải rồi, tại sao xài nhiều tiền vậy chứ? Phải đó anh Siêu, tôi lúc nào cũng kêu ảnh có tiền phải để dành. Ảnh lại không chịu nghe lời. Ăn được bao nhiêu chứ? Tiền kiếm đi dùng xài mà. Khổ Nam, nó thích ăn gì cá, cho nên tiền của nhà hàng mới này cho nó ăn thử đó. Vậy cho em có nể mà không hả? Lại tới trễ vậy. Hôm nay không biết làm cái gì nữa. Mấy người của sở thị chánh lúc nào cũng dòm ngó, cho nên tôi muốn bán làm một chút xíu bán cho hết hàng đó. Kêu mày đi theo mua bán nhà đi. Mày là không chịu. Sang tay thôi là có mấy lần rồi. Tới giờ đem đồ ăn ra rồi đó. Quá wow, anh Cường, anh đeo cái đồng hồ đẹp quá hả? Thiệt là biết hàng đó nha. Ngày hôm nay mới mua thôi. Giám đốc cho biết hôm nay ra hàng mới nên mua một cái đó. Bây giờ hết nói nổi. Ngày xưa không có tiền cũng chán, bây giờ có tiền xài rồi chán ghê lắm có biết không? Anh Cường à, nói giỡn chơi hoài à. Bây giờ mặt sang như vậy có gì đâu mà chán chứ. Mày không biết đâu, chán ghê lắm đó. Sáng sớm mở mắt ra còn chưa rửa mặt là phải nghĩ đến ăn mặc đồ gì, áo vest gì, còn phải đeo cà vạt gì nữa. Này nọ giờ làm cả nhà thức hết trơn. Chán thật đi ha. Có gì đâu mà chán, người Hồng Kông là như vậy đó. Đúng là lối sống với chủ nghĩa tư bản thật sự của người Hồng Kông đó mà. Em nói đúng không? Xuống Hồng Kông không bao lâu lại biết hưởng thụ đó. Đương nhiên rồi, Hồng Kông ở đâu cũng có vàng, nhưng mà học chậm thì thiệt thòi dữ lắm. Ngày xưa Hồng Kông một tấc vàng là một thước đất, còn bây giờ một thước vàng chỉ một tấc đất thôi. Ai mua bán nhà cũng lời, giống như anh Cường biết nắm cơ hội, phải không anh? Em khôn thiệt đó. Ê, tôi dặn cho nó đi. Làm ơn, đem đồ ăn lại đi. Nè, anh đi tới đi lui làm gì, đi tới em chóng mặt luôn. Nè, bà xã. Em có cảm thấy căn nhà này nhỏ quá hay không? Cái trần nhà thấp như vậy, ngồi ở đây giống như là trong cái lồng vậy đó. Chứ, anh nhiều chuyện quá à. Chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi, giờ này anh mới nói. Không được, chúng ta nhất định phải dọn. Dọn đi đâu đây?
Ây da, dù sao bây giờ chúng ta có biết bao nhiêu tiền rồi, ở căn nhà nhỏ như vậy bực lắm đó. Nếu mà dọn nhà tốn rất là nhiều tiền, cũng giống như hồi nãy đi ăn cơm vậy kìa. Ăn cơm thì ăn cơm, còn kem trang điểm làm gì, về đây cũng phải lau sạch thôi, thì là thừa thải. Bà xã, mình giống như là nhà quê, con người là phải sang chứ, cái thế giới này là như vậy đó. Bây giờ Cường à, em còn chưa nói cho anh nghe, tuy rằng anh mua bán nhà cửa kiếm chút đỉnh tiền, anh cần phải để dành lại, đừng có xài bậy bạ quá. Anh xài bậy bạ kiểu này không có được đâu. Làm ơn thôi đừng có nói nữa đi. Tiền kiếm gì thì xài chứ không phải để dành đâu. Tiền kiếm thì phải kiếm được nhiều. Còn nữa nha, thôi đừng đi bán nữa. Nếu để người ta biết được em là Võ Quỳnh Cường anh, bây giờ vẫn còn bán vào viên, mất mặt lắm đó. Không được, cái sạp đó kiếm ra tiền mà, bây giờ dẹp cái sạp đó tiếc lắm. Còn nữa nha, ngày nào em đi bán sạp cũng quen được bà con lối xóm, kêu em ngồi đây ở nhà buồn lắm, không được không được. Anh nói cái gì em cũng cãi hết. Có phước biết hưởng à. Nè, anh đã mua cho em nhiều đồ trang sức đó, đừng nói là anh hà khắc với em nha. Mà cái thứ này toàn là đồ giả không, bộ tưởng là em không biết à. Hey, nói về mệt quá hả? Hey, mau thay đồ đi, đi ngủ. Ây da, em còn chưa có tắm. Khỏi cần tắm rửa tới đây. Ây da, không được, sáng mai em còn phải đi mở sạp, em phải đi tắm. Hey, anh đi đâu vậy? Đi kiếm một người đàn bà không biết tắm. Nè, Cường à. Anh Siêu. Sao bữa nay thức sớm quá vậy? Ây da, nè anh đang làm gì đây? Làm gì hả? Anh coi nè, nếu không phải tôi cản anh lại, có lẽ anh gọt luôn ngón tay của anh đó. Cầm máu lại trước đi. Không được, lát nữa tôi phải kêu cô Bình đưa anh đi bệnh viện coi lại mới được. Biết đâu chừng phải mài mấy mũi kim nữa đó. Ê, phải rồi, hôm nay sao lại không thấy cô Bình? Đi mất rồi. Sao lại như vậy? Đã xuống đây bao nhiêu năm rồi, không kiếm đủ tiền mua cho ta căn nhà ở. Hai năm qua chúng tôi gây mãi. Đêm qua đó, cuối cùng quán tiền vẫn chịu hết nổi. Để đồ đạc bỏ đi rồi. Thôi đi anh Siêu, có thể sau này anh sẽ kiếm được người tốt hơn. Tôi làm thứ gì chứ? Cô Bình đã theo tôi bao nhiêu năm rồi, không ai tốt giống là cô ấy. Nói thiệt nha, cô Bình không có tốt giống như anh nghĩ đâu. Nói vậy? Sẵn đây bây giờ tôi mới nói cho anh nghe thôi. Ngày xưa khi mà anh coi sạp dùm tôi có tiền kiếm. Bây giờ nhờ cô Bình coi chừng, lúc nào cũng mất tiền hết. Nói cô vậy thì làm cô Bình cũng nhắm đúng hả? Tôi không có bằng cớ rõ ràng, nhưng mà... Thôi đi, bỏ đi rồi. Anh Siêu à, con người của anh Thành thật là siêng năng. Thật ra cô Bình bỏ đi, đó không phải là cái chuyện xấu. Cô giống như anh Cường vậy đó, xem đồng tiền là trên hết. Nếu như anh Cường ảnh tốt bằng phần nửa của anh thì tôi đã vui lắm rồi. Thằng kia, thằng Siêu, chuyện gì? Tiền nè. Chỗ đồ này không ngon bằng những nhà hàng Tây. Chỗ đó ngon lắm. Còn cái chỗ này hả? Chỉ ăn cho đỡ đói mà thôi. Chết rồi, em quên khăn giòn cổ. Để em vô lấy nha. Không có chuyện gì chứ, giống như bị ung thư giai đoạn cuối, quẩy quẩy quá vậy. Tôi không sao. Thì ra cái khăn nó lọt ở dưới bàn, anh không chịu nói cho em biết. Đi ra đây mày đã làm cho mình chia tay với tao hả? Mày quyến rũ vợ của tao. Mày có phải là con người hay không vậy hả? Sao mà mày... Mày còn nhớ hay không? Khi mày không có tiền mày sạch bán, ai cho mày mượn tiền mới sao đây? Chứ... Khi mày ở tù, ai lại là vợ con của mày hả? Nói đi! Phải! Mày còn nhớ hay không? Chứ à, người hãy nghe tôi nói nè. Làm gì phải nói chuyện với người như vậy chứ? Anh là con tỉnh táo lại đi. Lúc đầu tôi tưởng anh có tiền, cho nên xin phép có một công. Sau đó biết anh không có tiền, tôi cũng chịu khổ chịu cực với anh. Nhưng mà anh không có biết điều, để dành cỡ nào đi nữa cũng không đủ tiền để cưới tôi mà. Còn anh Cường á thì sao? Anh Cường có tiền, đàn ông có tiền mới mang được cảm giác an toàn đến cho đàn bà. Tôi nghĩ anh không bao giờ có. Tiền, chỉ biết tiền mà thôi. Im miệng đi. Anh Cường, mình đi. Bình,
Nè, đêm nay anh đừng có về nhà nữa. Không được đâu. Cô mẹ đó gần đây cứ hỏi này hỏi nọ. Nếu mà không về chắc bà ta lải nhải cho tôi chết đó. Còn nữa nha, hôm nay chúng ta đã gặp cái thằng Siêu. Nó mở sập với con mẹ kia. Về nhà không biết như thế nào nữa. Thôi đi, mà muốn chúng ta đừng gặp mặt nữa. Sao đây, chơi rồi muốn bỏ em hả? Không cần biết, bây giờ em là người của anh rồi. Em muốn anh thành hôn với em. Thành hôn? Làm sao mà thành hôn với em được đây hả? Về đi, vậy với vợ anh không được sao? Em điên thiệt đó. Từ đó tới giờ, bởi tự mình lo cho mình, không có cần anh lo. Anh ra ngoài chơi, bản quân thèm nói. Còn nữa, bây giờ cái chuyện của chúng ta, đó là cái lỗi của hai chúng ta chứ không phải của bà đâu. Cô đã lớn như vậy rồi, còn ly dị, không được đâu. Còn em thì sao? Anh coi em là cái gì hả? Anh không coi em ra cái gì cả. Và em không cần xem anh ra cái gì hết. Đừng có suy nghĩ dễ dẫn. Nè, lấy bộ đoàn đi. Nè, anh... Nè con à, nè, về phòng ngủ đi. Mai còn phải đi học để một mình má đợi được không? Con đi ngủ, nhưng ngày mai tan học sẽ đi bán chùm với má. Má biết là con ngoan lắm, nhưng mà con đã lớn như vậy rồi, tan học cần phải đi chơi với bạn bè, đâu cần phải bám mấy má như vậy chứ. Nè, đi ngủ đi. Thôi được, con đi ngủ trước. Ngủ ngon. Ngoan, nhớ đắp mền nha. Con biết rồi. Vậy rồi hả? Em có nước trà để muốn cho anh một chén nha. Sao cũng được. Alo. Alo. Không biết là ai nữa, suốt đêm cứ gọi điện thoại không có nói gì hết trơn hả? Giống như là muốn chơi tôi vậy đó. Thiệt tình. Alo. Anh Cường, đừng có tưởng bỏ qua được nha. Nếu mà anh không đi về với vợ của anh đó, hả? Anh đừng có hối hận. Đồ điên khùng. Là ai vậy? Ai vậy? Đâu có biết. À phải anh Cường à, hôm nay em mở sạp không có thấy anh Siêu đâu hết. Anh nói cho em biết thì ra cô Bình đã mất tích mấy bữa nay rồi. Vậy chứ anh có gặp cổ hay không? Có biết cổ ở đâu không? Gặp cái gì hả? Siêu trái cây điên điên khùng khùng. Mất giờ tôi kiếm anh hả? Nếu mà người nào cũng như vậy, chắc anh bận rộn gần chết đó. Điên điên khùng khùng. Ê, tôi đi tắm. Còn chén chè. Mami à, tàn học con tới bán chung với má nha. Thì không cần đâu, con đi chơi với bạn của con đi. Má một mình cực khổ, kể như con làm phát thai. Thì con đi, đi mau chút xíu, nếu không sẽ trễ giờ đó. Được, để con đẩy phụ cho má nha. Từ nãy đừng kiếm tôi nữa mà. Đâu có. Nhìn thấy anh thương con cứ như vậy, vì nó mà không thành hôn với vợ của anh, cho nên em muốn mời nó tới chỗ của em để em thương nó đó mà. Nha, muốn gì đây hả? Nếu mà anh muốn con gái của anh được bình yên, anh lập tức ly dị ngay. Cái đầu điên khùng hả? Nha, nha nha. Cái con gà Mã Lai này. Anh Biêu à? Hả? Trường cho biết hôm nay không có đi học. Không phải đâu, chính em hồi sáng đã đưa nó đi học. Tới trước cửa trường em mới về đây mở sạp. Bây giờ nó đã đi đâu rồi? Vậy phải tính làm sao đây? Chị à, báo cảnh sát đi. Không thể báo được đâu. Mất tích chưa đầy 24 tiếng đồng hồ là sao báo có được đi? Bây giờ con đã đi mất rồi, phải kiếm nó đi, kiếm nó đi. Đừng nóng ruột mà, anh đã gọi điện thoại nhờ người ta kiếm rồi. Đang kiếm khắp nơi đó. Chị à, thôi về đi nha. Để tôi lấy xe đưa chị đi kiếm hả? Được rồi, chúng ta về chung đi. Về nhà đợi tin tức. Không được, không được. Em cũng muốn đi kiếm Ngũ Nam, chở em đi chung đi. Được, được, được rồi. Hai người đợi một chút nha. Để tôi lấy xe. Ồ, anh Cường à, phải đi kiếm Ngũ Nam cho em đó. Em thì lại nhớ nó lắm. Anh kiếm Ngũ Nam về cho em đi nhờ. Hữu Nam đã đi đâu rồi? Hữu Nam! Hữu Nam!
Hữu Nam à, con đã đi đâu rồi? Nè, em đừng có khóc nữa. Không như con của mình đã qua đời vậy đó. Bây giờ em biết nó có chuyện hay không? Không biết lại án tới như vậy. Hữu Nam không biết đã đi đâu nữa. Chứ dù bắt cóc không phải con có điện thoại chứ không biết cái gì hết. Có phải anh làm mất lòng người ta, làm cho người ta chơi chúng ta hay không đây hả? Im miệng đi. Ờ, Siêu à, để tôi đi kiếm anh em của tôi. Đưa bảo lên đầu trước đi. Không không đi đi. Nè, anh Cường. Tuấn sao hả? Con gái ta sao rồi? Con gái anh tôi đã theo địa chỉ đi kiếm rồi, nhưng mà không ai trả lời. Yên tâm đi, tôi đã cho người đi kiếm nó rồi. Anh biết mà, chúng tôi đã chi tiền cho đàn em để đi khắp nơi để mà kiếm đó. Được, cần phải gặp phải không sao? Ê, Hữu Nam kìa. Cường à, Hữu Nam nó về rồi. Hữu Nam nó mới về nè. Hữu Nam. Hữu Nam, chúng tôi lo cho cháu lắm đó. Vậy cháu đi đâu vậy? Không có. Hôm nay con trốn học. Con đi chơi với bạn thôi. Ờ. Đi chơi với bạn học hả? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì chứ? Con gái nó lớn tuổi rồi, đi chơi với bạn thì có ăn thua cái gì? Còn à, lần sau nếu mà như vậy, gọi điện thoại về nhà biết không? À không gì, không gì. Cảm ơn Tử. À, đừng ngang quá mày. Hả? Nè, dám làm gì vậy? Hả? Chết mày. Làm cái gì vậy? Chết luôn nè. Nè, cầm má lại. Nè, anh làm cái gì vậy? Chết luôn. Chết mày. Tập trung chết luôn nè. Đánh tao hả? Dám chọi tao hả? Chết đi mày, chết đi. Tập trung chết luôn nè. Chết đi, chết đi. Chết đi mày. Chết luôn. Nói đi, tao với mày không quan hệ gì hết. Nếu mày còn làm phiền đến Hữu Nam nữa, tao giết chết mày đó. Anh Cường. Khuya vậy rồi còn đứng đây làm gì? Anh đã đi đâu? Nói gì đây? Anh lại tới nhà con nhỏ kia. Thế là điên khùng. Anh đi tìm cái thằng Tuấn ăn cơm. Người ta kiếm con giùm mình mà. Anh đừng có gạt em nữa. Có phải đi kiếm cổ hay không? Anh không có gạt em đâu. Không tin em gọi điện thoại hỏi thằng Tuấn đi. Bình thường anh đi chơi cỡ nào em có mặc kệ anh, không có để ý tới anh nữa. Mở hết gái chơi rồi sao lại chơi cô Bình? Cổ là vợ của bạn anh mà. Tại sao lại hèn như vậy? Anh làm như vậy sao trả lời với anh Siêu đây hả? Cái thằng Siêu chết bầm này. Mày chơi tao hả? Nếu anh không làm người ta nói gì được anh đi hả? Anh tồi tệ thì thôi đi, có anh thua gì tới người ta. Anh Siêu không có nói gì với em hết. Nếu như nó không phải là nhiều chuyện sao biết chứ? Cái thằng trời đánh kia muốn hai vợ chồng chúng ta gây lộn từ lâu rồi. Hết lời để nói rồi phải không? Em đã tìm được mấy tấm hình ảnh trong cặp của Hữu Nam. Anh còn gì để giải thích nữa đây? Cái cuộc trời đánh đó. Anh nhận rồi à? Một mình anh hư thì thôi, tại sao lại hại tới con gái? Ăn thua gì tới con chứ? Hữu Nam ngoan như vậy, nó không có trốn học đâu. Bây giờ em lại tìm được mấy tấm hình ảnh trong cặp của nó còn không chịu nói cho em biết. Cô Bình gặp nó là em vào bệnh viện cho nó ra ngoài, nói hết ba cái chuyện xấu của anh cho nó nghe. Còn kêu nó phải cẩn thận nữa, sẽ kiếm người rạch mặt của nó đó. Anh có biết hay không? Bây giờ cô Bình có chuyện gì không? Lần này may mắn là không có chuyện. Sau này thì tính làm sao đây? Bao nhiêu năm qua em cực khổ với anh đối xử với em như vậy đây hả? Anh đối xử với em như thế nào? Đủ rồi, chán quá đi. Bần tiện phu thê bá sự gian, một cặp vợ chồng nghèo nếu bỗng dưng kiếm được tiền thì đó có phải là chuyện tốt không? Quỳnh Cường tuy rằng mua bán địa ốc kiếm được tiền, nhưng khi có tiền lại khiến cho ông ta tồi tệ hơn nữa, thậm chí còn chơi các mạng ngoại tình, cho tới kết quả làm cho bản thân Mạc Mỹ Diệu cũng không thể nào ngờ được. Điều mà Mạc Mỹ Diệu không bao giờ nghĩ tới đó là tình trạng tinh thần của bà ta đã trở nên không được ổn định. Thứ nhất là Quỳnh Cường cứ đánh đập bà ta rồi chửi bới sai này sai nọ. Thứ nhì là ảnh hưởng tới một cuộc hôn nhân ngoại tình. Thứ ba là sự mất tích của Hữu Nam. Với sự kích thích của những chuyện đó, trạng thái tinh thần Mạc Mỹ Diệu không ổn định được. Đó là điều không thể hiểu nổi.